ca sĩ Quang Hà, cú sốc khủng khiếp và những vị cứu tinh làm thay đổi cuộc đời. 15 năm trước, Quang Hà mới chỉ là giọng ca Hà Nội chập chững bước chân vào làng giải trí Sài Gòn, bỡ ngỡ, khó khăn và đôi lúc là cả mỏi mệt, chán chường là những điều không thể tránh được với chàng ca sĩ trẻ. Đã qua rồi, thời điểm mà những cú sốc xảy đến khiến cho Quang Hà khủng hoảng. Nhưng mà nếu không có sự giúp đỡ, khuyên ngăn từ một người ân nhân đặc biệt, có lẽ sự nghiệp của Quang Hà chưa thể tỏa sáng như hiện tại. Hành trình khẳng định mình. Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà. Anh sinh ngày 19 tháng 1 năm 1981 tại Hà Nội. Khi còn bé, anh từng sinh hoạt văn nghệ thường xuyên tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội và Nhà Văn hóa Thiếu Nhi ở quận Ba Đình. Anh từng tham gia những chương trình Bông Hoa Nhỏ Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Năm 2000, Quang Hà bắt đầu chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Nam ca sĩ sớm khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả thủ đô. Thời gian này, anh cũng có một số hit gây ấn tượng như Cô Bé Mắt Nai, Những Ngọn Nến Trong Đêm. Tuy nhiên, mức độ phủ sóng của Quang Hà không rộng rãi như các ca sĩ trẻ cùng thời. Chính vì vậy, anh đã phải chọn một lối đi khác cho mình. Năm 2003, Quang Hà quyết định khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp cùng với nhóm Năm Dòng Kẻ. Ngày đầu tiên mới chuyển vào nơi này sinh sống, nam ca sĩ đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi bị đạo tặc ghé thăm nơi mình ở trọ và đã lấy đi toàn bộ tài sản. Vào những ngày đầu bỡ ngỡ, vật lộn đối với cuộc sống mưu sinh nơi xa xứ, cũng lại chưa tìm ra được một chỗ đứng riêng cho mình trong làng nhạc Việt, Quang Hà từng bị nhiều người trong nghề nhận xét là gu âm nhạc không phù hợp với khán giả Sài Thành. Minh chứng là album đầu tay anh tung ra, dù được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng vẫn thất bại trong việc chinh phục người nghe. Tiếp thu những ý kiến phản hồi, vậy là qua album thứ hai, Quang Hà đã thay đổi từ cách hát cho đến cách chọn bài hát. Thay vì phải trân trổ kỹ thuật, anh chú trọng tới việc nhấn sâu vào cách thể hiện được cảm xúc trong ca khúc. Rồi anh đã chọn hát Định Mệnh, một sáng tác rất dễ nghe và dễ cảm của nhạc sĩ Quốc An. Nhờ vậy mà Quang Hà đã nhanh chóng được yêu mến. Cú sốc trăm năm không quên. Đó là những năm 2006, khi mà cái tên Quang Hà tràn ngập trên hàng chục tờ báo, cả báo giấy lẫn báo mạng, với cùng một chủ đề, chỉ trích hình ảnh giả gái phản cảm của anh trong MV vừa ra mắt. Người ta đem so sánh hình tượng giả gái của chàng ca sĩ trẻ với những đàn anh lừng danh trong giới kịch nghệ như Hữu Châu hay Thành Lộc, để rồi kết luận rằng đó là một sản phẩm phi nghệ thuật. Chưa hết, sự việc xảy ra với một chàng ca sĩ mới nổi như Quang Hà cũng khiến cho người ta mặc sức suy diễn đủ điều, từ chuyện đánh đổi để lấy danh, chiêu trò thu hút sự chú ý của khán giả, cho tới cả việc anh không còn được ưa chuộng nên buộc lòng phải làm như vậy. Đủ mọi thứ tin đồn ác ý được lan ra đã khiến cho sự nghiệp vừa mới khởi sắc của Quang Hà bị phủ một vết đen mờ mịt. Những năm 2006, scandal vẫn là một điều gì đó kinh khủng lắm, đáng sợ lắm đối với một người nghệ sĩ. Vị cứu tinh Nguyễn Hà. Cùng quẫn, mệt mỏi và phẫn nộ, Quang Hà và người anh quản lý Quang Cường thời điểm đó đã quyết định đứng ra phản ứng lại mọi lời lẽ hướng về phía mình, chứng minh rằng sự thật không hề như lời đồn thổi. Thậm chí cả việc quay trở về miền Bắc cũng được họ nghĩ tới như một giải pháp cuối cùng chứng minh cho sự trong sạch của mình. Rất may mắn cho Quang Hà là giữa lúc khủng hoảng nhất, anh đã nhận được sự giúp đỡ từ phía người anh, người ân nhân mà anh chưa bao giờ quên ơn nghĩa, nhạc sĩ Nguyễn Hà. Nhạc sĩ Nguyễn Hà yêu cầu nam ca sĩ im lặng. Anh dặn Quang Cường rằng, em làm ầm ĩ lên thì sự việc không bao giờ lắng xuống. Người ta sẽ còn nhớ mãi, nhắc mãi tới chuyện của Quang Hà. Nghe anh, mình là nghệ sĩ, việc của mình là ca hát, chứ không phải điều gì khác. Mấy chuyện này người ta nghe rồi vài bữa nữa cũng quên. Nhưng bài hát hay thì hàng chục năm sau người ta vẫn nhớ. Ca sĩ chỉ cần vậy thôi. Lời khuyên chân thành của đàn anh từng trải ấy đã khiến cho anh em của Quang Hà bình tĩnh lại. Đúng như nhạc sĩ Nguyễn Hà nói, vụ ồn ào đó chỉ nổ ra được ít ngày để rồi trôi vào quên lãng. Quang Hà lặng im, đợi bão qua rồi tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình cùng sự giúp đỡ của Nguyễn Hà. Thời điểm đó, chính vị nhạc sĩ nổi tiếng đã kéo Quang Hà đi hát trong những đêm nhạc mình tổ chức, bắt anh đứng lên sân khấu trước khán giả để lấy lại sự tự tin và cảm xúc của mình. Chính những đêm diễn đặc biệt đó đã khiến cho Quang Hà nhận ra rằng mọi thứ không tồi tệ như anh từng nghĩ. Khán giả vẫn ủng hộ anh, vỗ tay khi anh hát và hình như chẳng mấy ai quan tâm tới vụ ồn ào giả gái kia. Nguyễn Hà nói đúng, người ta sẽ chỉ nhớ tới giọng hát của người ca sĩ, chứ không phải là những câu chuyện ồn ào. Cú tai nạn đầu đời đó đã mang tới một bước ngoặt lớn cho tính cách,
cũng như suy nghĩ của Quang Hà. Anh cực kỳ cẩn thận và kỹ lưỡng trong việc ra sản phẩm mới và đặc biệt dị ứng với những chiêu trò phản cảm. Phong cách lịch thiệp, chỉnh chu cũng dần được định hình cho hình ảnh Quang Hà, giúp anh chiếm được tình cảm của rất nhiều khán giả. Người ta có thêm lý do để yêu quý anh bởi sự chín chắn, trầm lắng và thói quen đứng ngoài những ồn ào showbiz. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Cân bằng các dòng nhạc theo đuổi. Năm 2010, Quang Hà tung ra ca khúc Anh Không Hiểu phát hành trên Zing MP3 đã đạt được hơn 8 triệu lượt nghe. Bước đệm vững chắc này giúp anh tự tin cho các dự án âm nhạc online được phát hành nối tiếp sau đó. Song song đó, anh cũng đầu tư những video clip chất lượng để gửi tặng khán giả thay cho lời cảm ơn. Hai MV Chờ và Nhớ Mong Em Từng Đêm phát hành liên tiếp trong năm 2013 là những bước đi dồn dập mà nam ca sĩ muốn tiến vào thị trường nhạc số, sản phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Với nền tảng của một ca sĩ được học hành bài bản cùng với truyền thống gia đình, Quang Hà cũng đã cân bằng được các dòng nhạc mình theo đuổi. Anh rất thành công với dòng nhạc trẻ hướng tới thị trường số đông nhưng vẫn được khán giả yêu mến khi biểu diễn dòng nhạc xưa. Hướng đi và sự thay đổi trong âm nhạc của Quang Hà qua thời gian cho thấy anh chuộng sự an toàn, chậm mà chắc. Anh không dựa vào chiêu trò hay scandal để nổi tiếng mà muốn đi lên bằng chính thực lực của mình. Tận dụng sức mạnh của nhạc online, nam ca sĩ đã có những bước ngoặt ấn tượng trong sự nghiệp và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả qua những sản phẩm mới. Mối thâm tình với chàng ca sĩ miền Tây. Quang Hà bảo rằng trong sự nghiệp nam tiếng của mình, anh đã làm được một điều mà trước đó các đồng nghiệp Hà Nội không làm được, đó là chinh phục được lực lượng khán giả đông đảo tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Có được điều đó là nhờ sự mách nước của một người bạn đồng nghiệp thân thiết, ca sĩ Châu Gia Kiệt. Thời điểm nửa đầu thập niên 2000, ca sĩ Châu Gia Kiệt là một tên tuổi rất lớn ở thị trường show diễn miền Tây. Anh là một cái tên bán vé chạy nhất nên bầu show nào cũng săn đón. Quang Hà và Châu Gia Kiệt gặp nhau tại một phòng thu, cả hai thường xuyên cà phê và thân nhau từ đó. Để Quang Hà có thể đi hát, Châu Gia Kiệt đã uy hiếp bầu show bằng cách nếu muốn có Châu Gia Kiệt hát thì phải có Quang Hà, và cả hai đã cùng nhau chạy show miền Tây liên tục kể từ đó. Quang Hà cho biết có những lúc anh chạy show mấy tháng liền mới về Sài Gòn. Hai người đi diễn chung xe với nhau vì lúc đó Quang Hà chưa có xe riêng, cũng không dư tiền để thuê xe đi diễn dài ngày như vậy. Anh nói, sự nghiệp chạy show ở miền Tây của tôi mở ra khá nhiều, vững vàng như hôm nay là một phần quan trọng nhờ anh Châu Gia Kiệt. Gần 40 tuổi vẫn lẻ bóng. Dù không phải là một tên tuổi quá đình đám trong làng nhạc Việt, nhưng Quang Hà rất bền bỉ chạy show và giữ phong độ ổn định từ giọng hát đến cassette. Trong một cuộc phỏng vấn, anh không ngần ngại nhắc đến khối tài sản mà anh đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Anh cho biết hiện tại mình sở hữu 13 bất động sản mua tại Sài Gòn và vừa tậu biệt thự 16 tỷ tại Hà Nội. Dù khối tài sản kết xu ở thời điểm hiện tại là mồ hôi xương máu đi hát, xông pha khắp các sân khấu, nhưng Quang Hà khiêm tốn cho biết, thật ra mọi người thắc mắc thì tôi nói, chứ chưa bao giờ tôi thích khoe khoang về chuyện tài sản. Với tôi, giọng hát là tài sản lớn nhất, nhà cửa xe cộ chỉ là phương tiện, công cụ, là hạt muối bỏ bể. Tiết lộ về chuyện tình cảm, Quang Hà cho biết anh đã từng có bạn gái, yêu nhau 5 năm nhưng hiện đã chia tay được 3 năm. Ngoài ra, anh cũng từng mua nhà để chuẩn bị làm đám cưới, yên bề gia thất với bạn gái. Thế nhưng đến hiện tại, đã ở độ tuổi tứ tuần, nhưng giọng ca trăm năm không quên vẫn giường đơn gối chiếc. Căn nhà mua từ năm nào vẫn để không, chưa có ai ở. Bật mí về người có tầm ảnh hưởng lớn nhất với mình trong sự nghiệp, Quang Hà không chần chừ mà tiết lộ ngay người đó chính là Quang Cường. Đây là người anh trai cùng mẹ khác cha và hiện tại cũng là quản lý của nam ca sĩ. Người ta nhắc tới Quang Cường trong mọi thành công rực rỡ của Quang Hà, từ live show kỷ niệm 17 năm ca hát chấn động làng giải trí, từ những ngoại lệ hiếm hoi xuất hiện trong đêm nhạc của anh, tất cả đều có bàn tay chu đáo của Quang Cường sắp đặt. Lần hy hữu, Hoài Linh chấp nhận làm vợ Quang Hà sau lời tuyên bố không giả gái nữa. Hai lần tái hợp khó tin của cặp đôi siêu Black Phương Thanh, những việc khó ấy không thể xuất hiện trong đêm nhạc của Quang Hà nếu như không có một lời yêu cầu đủ trọng lượng và uy tín. Rồi thì cả sự xuất hiện đầy nhiệt tình của hàng loạt ngôi sao như Quang Dũng, Đan Trường, Lệ Quyên, Hương Tràm cũng nói lên phần nào quyền lực của ông bầu phía sau lưng của Quang Hà. Thành công của Quang Hà vẫn đang nối tiếp đến với anh. Những live show ca nhạc chật kín người nghe, những lời mời biểu diễn, những bản hit mới đầy mê hoặc
Và bất kỳ khi nào dù Quang Hà đang mãi miết trong ánh hào quang sân khấu hay những tiếng vỗ tay của khán giả, ở một góc khuất nơi cánh gà, Quang Cường vẫn đang lặng lẽ dõi theo và nở một nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!